Tính từ đầu năm đến nay đã có trên 220.000 tấn hoa quả được xuất khẩu qua 5 cửa khẩu của tỉnh này, tăng 140%. Số lượng tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cũng tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Để các loại hoa quả xuất khẩu được thông quan thuận lợi nhất với số lượng nhiều nhất, các lực lượng tại cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp.